Xin chào các bác nha. Đây, hôm nay mình sau sẽ quay các bác bưởi này, bưởi diễn này. Wow, rất là nhiều quả luôn nha. Các bác nhìn thấy chưa? Đó, quả cũng khá là ok nha, khá là to luôn. Đây, đây ạ, bưởi đây. Trời ơi, bưởi nhà em đây ạ. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Ôi, đây này, bưởi này. Đó, đây là đã vặt bớt đi rồi đấy ạ. Còn nếu không thì nó sẽ còn là rất là nhiều luôn. Đây, mình sẽ ra đây quay các bác xem chỗ này. Rất là nhiều luôn nha. Đây, wow, toàn thấy quả là quả thôi. Rất là sai, cái cành này rất là sai. Đã phải trống rồi. Không trống thì sẽ gãy mất cành mất. Đó, nó nhìn thấy chưa? Bưởi nhà em đây ạ. Trời ơi, cái chỗ này nó chĩu chịt vào nhau thế này. Wow, bưởi đây ạ. Ngất ngây luôn. Về nhà là chỉ có thích là xuống dưới vườn thôi. Đây, đó, bưởi nè. Bưởi đó, các bác nhìn thấy chưa? Bưởi diễn nha các bác nhỉ.